Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với KBIT 24 giờ để cùng nhau cập nhật tin tức hot nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình The Album giúp Blackpink lập kỷ lục kép ở bảng xếp hạng album chính thức của Anh và Đức Jolipa, Hayzy và producer của BTS cùng sản xuất cho album mới của Twice nhưng buồn nỗi bài chủ đề vẫn là JYP nhúng tay BTS chiếm lĩnh Twitter toàn cầu với concert online Map of the Show 1. Gặp sự cố tắt micro vì BTS liền tranh thủ gửi lời nhắn bí mật đến ARMY làm ai nghe xong cũng rừng rừng xúc động. Phỏng vấn easy main dancer muốn thử sức ở vai trò biên đạo nhảy. Lia nhớ fan Việt, ao ước thưởng thức lại hủ tiếu và cà phê dừa. Và sau đây là nội dung chi tiết. <laughs> album giúp Blackpink lập kỷ lục kép ở bảng xếp hạng album chính thức của Anh và Đức. Vào ngày 2 tháng 10, Blackpink đã cho ra mắt album phòng thu đầu tay The Album cùng ca khúc chủ đề Love Sick Girls. Theo như cập nhật thông tin mới nhất trên bảng xã hội album chính thức tại nước Anh, album The Album đã chính thức chinh phục vị trí số 3 trong tuần tính đến hết ngày 15 tháng 10. Đây cũng chính là thành tích cao nhất từ trước đến nay trên đường đua âm nhạc này mà một nghệ sĩ nữ Hàn Quốc từng đạt được. Thứ hạng được ghi nhận với con số bán ra của album là 5.700 đơn vị theo thời điểm thống kê. Trong khi đó, thành tích cao nhất của Blackpink từng đạt được trước đó trên bảng xếp hạng album của Anh chỉ là vị trí thứ 40 khiêm tốn với album Kindle Love, phát hành vào năm ngoái. Ngoài ra, ca khúc chủ đề Love Sick Girls cũng xuất sắc ghi nhận vị trí 40 tại bảng xếp hạng dành cho đĩa đơn tại Anh. Không chỉ thế, các cô gái còn ghi nhận thêm thành tích tại một thị trường âm nhạc lớn khác, đó chính là Đức, và theo đó sản phẩm The Album đã ra mắt với thứ hạng thứ 7 trên bảng xếp hạng Officine Deutsche tại Đức. Cũng giống như tại Anh, Blackpink đã phá tan mọi kỷ lục về thứ hạng của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại đất nước này. Trước đó, album thì album đã giúp Blackpink ghi nhận kỷ lục trở thành album bán chạy nhất ngày đầu lẫn tuần đầu trong số các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc khi ghi nhận được 590.000 lượt bán ra chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Ngoài ra, các ca khúc trong album cũng đạt nhiều thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng Hàn Quốc lẫn quốc tế. Jolipa, Hayzy và producer của BTS cùng sản xuất cho album mới của Twice, nhưng buồn một nỗi, bài chủ đề vẫn là JYP nhúng tay. Mới đây, checklist cho album mới của Twice đã chính thức được tung ra. Ngay khi nhìn thấy thông tin thì chắc hẳn không ít người sẽ phải choáng váng vì quá khủng. Album Eyes Wide Open không chỉ có sự đồ sộ về mặt dung lượng với một danh sách dài các bài hát, mà ngay cả những cái tên tham gia sáng tác cũng là một sự quy tụ đông đảo toàn gương mặt sừng sỏ và đình đám. Ice Wide Open sẽ có tổng cộng 13 bài hát, một bữa tiệc âm nhạc vô cùng thịnh soạn và hấp dẫn cho fandom ones. Trong số đó, một số ca khúc B-side đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả là Behind the Mask. Thật khó tin khi mà ca khúc này lại được viết lời bởi Hayzy, còn phần âm nhạc thì sẽ có sự tham gia sản xuất của Zulipa. Bằng một sự kỳ diệu nào mà JYP lại lôi kéo được hai cái tên này với nhau cùng ra đời cho một bài hát. Lời tiếng Hàn do Hazy viết chắc chắn sẽ rất ưng ý, hợp gu của dân Hàn. Nhạc được Zulipa sản xuất thì sẽ đem lại một màu sắc mới mẻ bắt tay, hợp xu hướng US-UK. Mới nghĩ đến sự kết hợp đó thôi, đã thấy trước bài hát này khả năng cao sẽ vô cùng tuyệt vời rồi. Bên cạnh đó thì khán giả cũng vô cùng chào đón sự thể hiện của Twice trong việc tự viết lời những ca khúc của mình. Jihyo là người viết lời cho track 3 Up No More, Shana là track 4 Do What We Like, đảm nhiệm trách 10, Handoid, còn Nayeon là trách 11, Depend on You. Riêng Dahyun viết lời tới tận hai ca khúc, Bring It Back và Queen. Tuy nhiên, các ca khúc b sai tạo sự phấn khích mong chờ là thế, nhưng nhìn qua credit của bài hát, chủ đề thì dân tình lại có phần ỉu xìu thất vọng khi bố Park sẽ lại nhúng tay vào sản xuất chủ chốt của album này. I Can't Stop Me quy tụ cả những tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất của K-pop, gồm có Maline Joy, Fontana, và michel lin grandstru người đã viết bài hát cho blackpink bts và txt đã sáng tác và phối khí cho bài hát nhưng sự hiện diện của dòng chữ yg park the asian sound ở mục lyric vẫn khiến mọi người không khỏi lấn cấn dường như bụt chùa nhà không thiêng khi mà những sản phẩm trong quá khứ của Twice cứ có jyp tham gia vào sản xuất nhạc là lại không mấy thành công đâm ra người hâm mộ bây giờ đã thấp thỏm không yên lo ngại e rè cho thành tích sắp tới của i can't stop me Dẫu sao thì hãy cùng chờ xem vào ngày 26 tháng 10 tới đây khi Twice chính thức comeback cùng album mới Eyes Wide Open. Liệu chủ tịch JYP có phá được dớp hay sẽ lại tiếp tục là một màn hợp tác kém duyên với gà nhà? <laughs> BTS chiếm lĩnh Twitter toàn cầu với concert online Map of the Show One. Chiều tối ngày 10 tháng 10, concert mang tên Map of the Show One của BTS đã chính thức diễn ra. Concert đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành. Theo nhiều Big Hit tiết lộ, Map of the Show One lần này có chi phí tổ chức cao gấp 8 lần so với concert online Bang Bang Con The Line được nhóm tổ chức hồi tháng 6 vừa qua. Nhiều sân khấu trình diễn được các thành viên giải công chuẩn bị đã được thể hiện như On, Black Swan, Dynamite, My Time, Inner Child. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng về giọng hát và vũ đạo, BTS còn hút hồn người hâm mộ qua vi rùa cực đỉnh. Đáng nói nhất là vi rùa siêu thực, đa dạng qua các concept của trang út Trung Quốc. Từ sexy ma mị cho đến trong sáng đầy thần thái của một bạch mã hoàng tử, Trung Quốc đều có thể cân tất. Ngay tại thời điểm concert diễn ra, Trung Quốc cùng hàng loạt từ khóa liên quan đã lọt top trending toàn thế giới, tại Mỹ và tại 92 quốc gia vùng lãnh thổ. Riêng từ khóa tên Trung Quốc thống lĩnh vị trí số 1 top trending toàn thế giới trong nhiều giờ. Không chỉ giỏi hát, giỏi nhảy, Jungkook còn là một thiên tài gương mặt với sự đa dạng trong thần thái, có khả năng thích nghi với mọi concept. Sau mỗi màn comeback, mỗi đợt concert, fan chỉ biết trầm trồ vì rùa đỉnh cao, trưởng thành qua từng ngày của em út vàng nhà BTS. Gặp sự cố tắt micro vì BTS liền tranh thủ gửi lời nhắn bí mật đến ARMY, làm ai nghe xong cũng rừng rừng xúc động. BTS đã kết thúc ngày đầu của concert online Map of the Show 1 một cách mỹ mãn. Bảy chàng trai khiến khán giả choáng ngợp vì những màn trình diễn đỉnh cao được đầu tư kỹ xảo mãn nhãn. Dù vậy sân khấu trực tuyến không khỏi phát sinh một số lỗi kỹ thuật, nhưng ở trường hợp của Vi thì anh đã biến sự cố thành cơ hội tỏ tình với Ami. Ở phần đầu tiết mục Boy With Love, mỹ nam của BTS ngay lập tức hấp hồn người xem bằng ngoại hình điển trai như một quý ông thực thụ. Thế nhưng micro của anh lại có chút trục trặc, chưa được bật lên. Vi không hề lúng túng mà tận dụng khoảnh khắc này để thì thầm với Ami trong khi cười toe toét. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những gì mà Vi nhắn nhủ. Nam idol tiếp tục làm khẩu hình nói, mình nhớ bạn, rồi tỏ vẻ ngượng ngùng khi chốt hạ là mình yêu các bạn. Đến đây thì micro của V cũng được bật lên để anh bắt đầu màn trình diễn. Phải để ý khẩu hình của Vi thật kỹ mới nhận ra lời nhắn bí mật của anh, tuy nhiên cách nam idol biến sự cố kỹ thuật thành giây phút thể hiện tình cảm với ARMY đã khiến nhiều người xúc động. Vì dịch bệnh mà BTS phải hủy toàn bộ tour diễn, mãi họ mới có thể tổ chức concert online để giao lưu với fan sau thời gian xa cách. Chắc hẳn vi rất nhớ ami nên chàng Mỹ Nam mới tận dụng mọi cơ hội để cho người hâm mộ biết họ chiếm vị trí quan trọng đến thế nào trong trái tim anh. Phỏng vấn Izzy Men dancer muốn thử sức ở vai trò biên đạo nhảy, Lia nhớ fan Việt, ao ước thưởng thức lại hủ tiếu và cà phê dừa. easy ra mắt vào năm 2019 và là nhóm nhạc út ít của JYP Entertainment. Thế nhưng năm cô gái vàng của JYP đã gây tiếng vang ngay từ ca khúc đầu tay, qua đó được mệnh danh là tân binh khủng long của K-pop. Ryujin, Lia, Cheryong, Juma và Zeji không chỉ gàn quét các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn thu về hàng loạt giải thưởng tân binh. Những thành tích rực rỡ của Easy khiến nhóm được vinh danh là Grand Slam Rookie, danh hiệu cao quý hiếm người đạt được, chỉ dành cho những nghệ sĩ nhận được giải tân binh ở năm lễ trao giải chính của Hàn Quốc. Mới debut hơn một năm nhưng Easy đã trải qua ba đợt comeback và thu về kết quả khả quan. Ca khúc mới nhất Not Shy còn đánh dấu bước chuyển mình của nhóm khi đây là lần đầu tiên các cô gái hát nhạc tình yêu. Điều này cho thấy Easy không ngừng làm mới mình, sự nghiệp ngày một tiến xa hơn và hoàn toàn có tiềm năng trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu. Mới đây, Easy đã trở thành khách mời đặc biệt của lễ hội YouTube FanFest 2020. Đây là lần đầu tiên lễ hội này được YouTube tổ chức dưới hình thức trực tiếp với quy mô toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, APAC, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2020. Tại hậu trường sự kiện, Easy đã chia sẻ về mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp, mong ước của các thành viên về các kế hoạch tương lai bên cạnh lĩnh vực chính là ca hát. Easy không chỉ muốn đứng trên sân khấu thật nhiều để giao lưu với người hâm mộ, họ còn trải lòng về hoạt động mà bản thân muốn thử sức trong tương lai. Nhóm nữ đến từ JYP nổi tiếng vì vũ đạo mạnh mẽ, kỹ năng nhảy điêu luyện. Họ không chỉ hát tốt mà đa số các thành viên còn là vũ công cử khôi, luôn đem lại những tiết mục mãn nhãn đây cũng là lý do mà Izzy muốn được thử sức thêm ở lĩnh vực này. Izzy mới ra mắt hơn một năm nhưng có hai lần ghé thăm Việt Nam qua các sự kiện âm nhạc trong năm 2019. Dù ở lại không lâu nhưng nhóm có cơ hội tham quan các danh lam thắng cảnh và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Với Lia, cô thấy hủ tiếu và cà phê dừa rất ngon. Các cô gái còn bị choáng ngợp trước phản ứng nồng nhiệt của người hâm mộ dành cho họ. Trong bức thư gửi đến MIDZ tại Việt Nam, Lia đã để lại lời nhắn rằng dù đi đến đâu, họ cũng cảm thấy fan luôn ở bên họ bất cứ lúc nào. Do đó, Izzy đã nhiệt tình kể về kỷ niệm sâu sắc mà họ đã có được ở Việt Nam, cũng như thể hiện mong muốn được sớm gặp lại fan Việt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBIT 24h. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào của các sao Hàn đến từ KBIT 24h các bạn nhé!